Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 85. Nhân Đức đọc một công đoạn này rất hay vì khi vị nghe vị thấy pháp môn niệm Phật rất đơn giản nhưng cũng rất cao siêu, rất bình thường nhưng nhờ như vậy mà ai cũng tiếp nhận được. Thì nghe nè, bình thường rất cao, thành thật rất dịu, tâm bình thường thì đạo càng cao, lòng thành thật thì pháp Phật màu nhiệm, pháp môn tu hành cao siêu. Màu nhiệm chính là giữ tâm rất bình thường. Tu hành và học vấn sâu xa chính là hết lòng thành thật. Một câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật rất bình thường nhưng rất cao siêu và màu nhiệm. Một câu Phật hiệu rất thành thật nhưng rất sâu xa. Chúng ta có thể giữ tâm như ngu nhưng bình thường và thành thật. Thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật từ thủy đến chung vĩnh viễn không thay đổi, chính là hạng người bậc nhất trong số người tu tập Phật pháp. Tổ sư nói mình cũng như người ngu không biết gì nhưng thành thật niệm Phật. Quý vị nghe những công đoạn tự nhiên vừa nghe cái tâm tu tập của mình hưng khởi vì mình đã chọn một cái pháp mà chư tổ sư tán thán, Bồ Tát tán thán, chư Phật mười phương tán thán. Một cái pháp tu như vậy thì quá yên tâm, cực kỳ yên tâm. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Một cái hội chúng, một cái đại chúng thứ bảy chủ nhật chùa mình cũng tu thì quý vị nghĩ cái lực lượng đông người đó quá đặc biệt. Nếu như chúng ta kết hợp vào cái đại chúng đó niệm Phật lễ Phật thì nghiệp chướng gì không tiêu. Công đoạn này tổ sư nói thành thật nhưng rất vi diệu, thành thật niệm Phật rất vi diệu, cảm ứng với Phật từ tâm thành thật. Mình có nói hay nói khéo cỡ nào cũng không cảm ứng với Phật. Dù bị ngu dại không biết gì nhưng niệm một câu Phật hiệu cảm ứng với Phật, cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nên những đức đưa lên cái thời khóa tu thứ bảy chủ nhật bắt đầu tuần này, quý vị về tất cả những vị Phật tử, những người đi đến chùa mình tu tập thứ bảy chủ nhật tuần này, quý vị về chùa những đức sẽ hướng dẫn quý vị tu tập cực kỳ một thời khóa đặc biệt cho quý vị. Sẽ quay lại cái trạng thái dụng công phu tu tập, quý vị sẽ thấy cực kỳ đặc biệt. Nên tất cả những vị trưởng đoàn, những vị Phật tử về chùa mình thứ bảy tuần này, chủ nhật tuần này, thứ bảy chủ nhật đi về chùa, những đức sẽ có phương pháp hướng dẫn quý vị tu tập tuyệt vời. Niệm Phật lễ Phật đi ren bình thường từ đó giờ không bao giờ thay đổi. Nhưng ngày thứ bảy chủ nhật chúng ta sẽ có cách cải cách lại sự tu tập.
Quý vị coi, khoảng thời gian của chúng ta giảng thuyết quá nhiều. Bây giờ đến lúc chúng ta phải vô thời khóa sự tu tập. Mà những đức sẽ sắp xếp quý vị một thời khóa tu của ngày thứ bảy chủ nhật cộng tu cực kỳ tuyệt vời. Có tu tập bằng một cách rất đặc biệt. Và từ hôm nay, chùa của chúng ta mỗi ngày chánh điện tu tập 4 thờ, những đức đều quay trực tiếp cho quý vị những thờ khóa tu để cho tất cả quý vị vào thờ khóa tu dưới chùa luôn. Một ngày 4 thờ cho quý vị tu tập. Đây là những cái những đức nghĩ ra. Dù quý vị đang ở nhà, nhưng quý vị bất cứ rảnh lúc nào cũng vô thờ khóa tu cùng với đại chúng trong chùa luôn. Và mỗi ngày những đức sắp xếp ra một vị thầy để tu cùng với đại chúng, trực tiếp với vị tu cùng với đại chúng thờ khóa trong chùa luôn. Một là gì? Chúng ta sẽ quản lý được nhân sự tu tập. Các cụ đại chúng lên chánh điện tu tập rất ổn định, vì có quay phim trực tiếp. Gia đình người thân khắp nơi nơi đều coi được ông bà cha mẹ anh chị em của mình đang tu tập phát trực tiếp. Và khắp nơi nơi chúng ta cùng vào tu tập chung mỗi ngày 4 thờ. Rồi thứ bảy chủ nhật mình về chùa, mình đều được hướng dẫn về cách niệm Phật lễ Phật, hướng dẫn về cách tu tập tại gia. Nên từ nơi đó mà quý vị được dụng công tu tập cùng với những đức. Nên những đức mới nói là thờ khóa tu đặc biệt thứ bảy chủ nhật tuần này quý vị tập trung về đi. Những đức sẽ hướng dẫn quý vị tu tập rất đặc biệt. Thì biết rằng là bao nhiêu người nói mình này kia, bản thân chúng ta bây giờ tu tập đi, họ muốn nói gì họ nói đi. Bắt đầu chúng ta vô thời khóa tu để chúng ta hồi hướng cho chúng sanh, cầu nguyện cho chúng sanh được bình an. Nên tất cả Phật tử khắp nơi nơi nhớ kỹ, chúng ta có được một ngôi chùa chuyên tu tịnh độ, một ngôi chùa niệm niệm vì người, chúng ta tam bảo mình ở đây, bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu con người được nương tựa tu tập, các cụ già được về giữ khóa tu niệm Phật, được gỡ gắm tuổi già, sống được sự bình yên trong ngôi nhà tam bảo này. Đây là một điều hạnh phúc lớn lao vô cùng, phước duyên quý vị gặp được một ngôi chùa chuyên tu niệm Phật từ hộ pháp Đại Tùng Lâm, bằng cả một tấm lòng trên là Đại Lão Hòa Thượng thích niệm Phật, xây chùa cho quý vị về để niệm Phật tu tập. Còn quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ đều nhiệt liệt hết mình mỗi ngày tu 4 thờ. Đây là một nhân duyên đặc biệt quý vị à. Chúng ta nguyên một khoảng thời gian chia sẻ Phật pháp, càng ngày càng đông rồi, chánh điện không thể nào lễ Phật được. Nhưng những đức khi đã nghĩ ra cách này, tự nhiên trong lòng những đức vui lắm quý vị. Mình đã giảng pháp quá nhiều rồi, bây giờ đến lúc chúng ta phải điều chỉnh cách lại, để làm sao mình được về chùa, mình được tu tập Phật tử, để Phật tử thấy rằng ông thầy này nói được, ông tu tập với mình. Đây là cái việc cực kỳ quan trọng mà tất cả quý vị là người tu tịnh độ, muốn đem tịnh độ giới thiệu, muốn đem tịnh độ đi hoàn truyền, thì chúng ta mỗi người phải chung tay nhiệt liệt hết mình, đoàn kết để chi? Để đem tịnh độ giới thiệu lợi ích cho chúng sanh. Nhưng có nhiều cái nghĩ mà trong lòng vui lắm quý vị. Chúng ta học Phật, Phật dạy mình thường nghĩ thiện pháp. Người thành công thường nghĩ phương pháp, người thất bại thì thường diễn lý do. Nên chúng ta muốn thành công phải nghĩ phương pháp lợi ích, niệm niệm vì người, chân thật đem pháp môn niệm Phật này đi giới thiệu. Một câu Phật hiệu này cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Nên những đức đưa lên cái kế hoạch của ban tổ chức trong chùa, anh em nào cũng vui. Gia đình có ngôi tam bảo thờ Phật Bồ Tát, những đức sẽ sắp xếp làm sao. Quý vị ở phương xa không đi đến đây được, muốn thỉnh tượng Phật không thỉnh được, những đức sẽ gỡ đến tận nhà quý vị luôn. Những đức sẽ kết hợp cùng với những vị trí mà người ta gỡ đồ,
Giống như mình ký hợp đồng chúng ta phải gỡ, gỡ đồ như thế nào cho bảo đảm, gỡ tượng Phật. Mỗi một bộ tượng Phật, những đức kèm vào tặng cho quý vị thêm một chiếc đèn bông sen. Và những đức ghi ra một tờ giấy chỉ dẫn quý vị an vị Phật như thế nào. Và những đức thiết kế một bộ tượng Phật như vậy trên một cái bàn thờ và trang trí cho quý vị rõ ràng. Quay lại, quý vị coi theo cái cách thờ cúng đó, trang trí tượng Phật như thế nào để an vị Phật, rồi bật điệu niệm Phật, lễ Phật gì trong đèn bông sen đó, vì bật lên trong đó cũng có điệu lễ Phật 4 chữ 6 chữ, vừa bật lên là cứ theo đó mà lễ Phật. Hoặc là vì có từ khóa sẵn thì vì cứ như vậy mà bật lên niệm Phật, lễ Phật thôi. Đèn bông sen để xuyên suốt trên bàn thờ, gia đình có ngôi tam bảo, có từ khóa tu, dù ở phương xa, những đứa cũng rất mong quý vị có một bộ tượng Phật trong gia đình. Vì những đứa tin 100% gia đình có ngôi tam bảo, đây là đại phước báo nhân duyên, giúp cho gia đạo mình bình an. Nhờ cái đức của Phật Bồ Tát mà giúp cho những người trong nhà mình hiền hậu, có đạo đức, con cháu mình ngoan ngoãn, gia đình bình an, mọi sự tốt đẹp. Những đứa ngồi suy nghĩ, mình ngồi suy nghĩ làm sao để mình làm lợi ích cho chúng sanh. Một bên thì mong nghĩ mọi cách làm lợi ích cho chúng sanh, một bên thì dùng mọi cách để ngăn lại. Quý vị biết Phật Bồ Tát từ bi, chỉ cần lợi ích cho chúng sanh, các ngài sẽ nghĩ nhiều cách. Chúng ta cũng học theo các ngài để làm lợi ích cho chúng sanh. Nên quý vị biết, trong những thời điểm này mà những người biết tu tập, biết niệm Phật và Phật tử khắp nơi nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, trong thời điểm này là trong thời điểm quý vị về chùa tu tập ngày thứ bảy chủ nhật, càng rủ người đi tu tập đông thêm. Về chùa để vô thời khóa tu tập, mình tu tập để mong hồi hướng, cầu nguyện cho mọi việc đều qua đi, cho chúng sanh thoát đi những cái khổ đau, cầu nguyện cho quốc thế giáng an, mọi người được sống tốt đẹp. Với cái lực lượng của đại chúng ở tuần thứ bảy chủ nhật đông như vậy, và các điểm chùa của mình, các đạo tràng tập trung về để cùng tu tập chung, vì đây là vô từ khóa tu luôn. Quý vị nhớ, tất cả những người mang nghiệp chướng sắc sanh hay đã lỡ mang nghiệp phá thai thì chúng ta về tu tập. Rồi những người lỡ bất hiếu với cha mẹ mình, những người tạo nghiệp xấu ác gì, chúng ta về để mà niệm Phật, lễ Phật, sám hối. Bây giờ mình sám hối với người cỡ nào cũng chưa chắc phát tự tánh Phật của mình ra. Chúng ta niệm Phật, lễ Phật để phát tự tánh Phật, để quân bình được cái tâm. Nhớ kỹ, niệm Phật, lễ Phật để phát tự tánh Phật, niệm Phật, lễ Phật để sám hối, đúng là quá tuyệt vời. Quý vị, nếu như nghĩ rằng có một ông thầy nhiệt tình hết mình, dùng đa dạng phương tiện để mong đem tịnh độ giới thiệu cho quý vị, dùng đa dạng phương tiện để mong lợi ích cho chúng sanh, thì đây là những lúc nhân duyên mà chúng ta hình thành thờ khóa tu. Từng gia đình họ đi đến chùa mình thứ bảy chủ nhật là họ học được một cách tu. Từ hôm nay về cái việc chia sẻ Phật Pháp, những đức sẽ giảm tối đa điều là đa phần hướng dẫn quý vị tu tập thứ bảy chủ nhật về, vì cùng tu tập những đức một tờ khóa tuyệt vời những đức đã tính cho quý vị. Đến lúc đạo tràng chúng ta ngày thứ bảy chủ nhật mỗi ngày thì lúc nào cũng phát 4 thờ cho quý vị để tu tập chung. Cứ là đại chúng tu tập, quý vị cứ vô tu chung. Vừa chánh điện mình tu ngày 4 thờ, quý vị dù ở nhà cũng vào tu chung, cùng tu với đạo tràng. Chúng ta cùng phát lên một lực lượng cùng tu. Chỉ có tu tập chúng ta mới dịu được cái tâm, chỉ có tu tập mình mới phát tâm từ bi, chỉ có tu tập mới hóa giải được nghiệp chướng, chỉ có tu tập mới cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, chúng sanh được bình an. Chỉ có tu tập, dù chúng ta có nói hay cỡ nào cũng không bằng tu tập. Niệm Phật, lễ Phật là hay nhất.
Vào ngày 16, chương trình khiếm thị, 16 tháng 5 âm lịch, những đức sẽ tổ chức chương trình khiếm thị. Vì về dự chương trình khiếm thị, mình có vật chất mình tặng cho những người khiếm thị. Chương trình gọn, giúp những người khiếm thị được lợi ích. Bật niệm Phật lên cho họ cùng niệm Phật với mình, những đức cũng cùng niệm Phật với họ. Niệm Phật xong, tặng vật chất cho họ. Mỗi người những đức tặng thêm một chiếc máy nghe pháp cho họ. Lễ viếng Quan Âm năm nay quý vị nhớ 18, 19 tháng 6 âm lịch. Ngày 17 quý vị là khắp nơi đi được rồi đấy. Nhân đức đang đặt những món quà rất đặc biệt để mong hàng Phật tử khắp nơi nơi về dự lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị sẽ được nhận được những phần quà Phật pháp tuyệt vời và những bộ tượng cực kỳ đẹp để gửi đến quý vị. Quý vị à, chúng ta đã chia sẻ Phật pháp quá nhiều rồi. Đến lúc chúng ta phải vô thời khóa tu tập. Tất cả những gì những đức chia sẻ Phật pháp quý vị đã nắm được, nghe được rồi. Quý vị bây giờ cùng phát động chương trình lên để cùng vô thời khóa tu. Đến chùa lúc nào cũng được thời khóa tu tập đặc biệt. Từ hôm nay không phải chúng ta đều lúc nào cũng giảng pháp, quay phim đưa lên mạng, không. Chúng ta sẽ tu tập quý vị về đây, lúc nào chùa chiền cũng lo lắng cho quý vị để tu tập niệm Phật lễ Phật. Nhất là ngày thứ bảy chủ nhật là đặc biệt để chuyển hóa nghiệp chướng, cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân và cầu an cho mưa thuận gió hòa. Cầu siêu cho tất cả những người chết chưa được siêu thoát. Một chương trình đặc biệt đó là khắp nơi nơi ở phương xa, nhiều người muốn đi đến chùa không đi đến được. Những đức sẽ tìm mọi phương tiện, phương pháp làm sao để gỡ tượng tặng nhà cho quý vị. Gỡ tượng tặng nhà cho quý vị luôn. Vì biết rằng mỗi lần những đức tặng tượng cho quý vị, quý thấy quý vị tôn tượng Phật, làm bằng thờ tôn tượng Phật lên, những đức rất là vui. Về sau những đức chỉ dẫn quý vị tượng Phật thờ tại gia, khi thờ xong quý vị gỡ những hình ảnh mà tượng Phật quý vị đã tôn tượng trên bàn thờ cho những đức coi. Cho những đức coi. Khi những đức coi xong, những đức gom nhặt hết tất cả những bàn thờ, thờ tượng Phật nhà chùa mình tặng lại, những đức sẽ làm những video chỉ có niệm Phật không cho quý vị được coi, để phát động chương trình nhiều gia đình thờ Phật Bồ Tát và có thờ khóa tu tập. Chỉ có cách này là đặc biệt nhất để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, chúng sanh được bình an. Chúng ta luôn luôn mang một cái tâm như vậy để sống với việc Phật dạy mình thường nghĩ thiện pháp. Những thứ nói những cái tâm trạng này trong lòng vui lắm quý vị, an lạc lắm. Tại vì sao? Vì đến lúc bản thân mình phải vô thờ khóa tu cùng với đại chúng. Mỗi ngày thì những đức đi nấu ăn rồi, lo cho đại chúng rồi, công việc này kia rồi quý vị. Nhưng nhất định thứ bảy chủ nhật những đức sẽ cùng tu chung với quý vị bằng một thời khóa tu. Quý vị về chùa cực kỳ xứng đáng, đều là niệm Phật lễ Phật với quý vị. Mình giảng đã quá nhiều rồi quý vị ơi, giảng quá nhiều rồi. Trong cuộc đời của người tu hành của chúng ta đã nói là tu hành tu sửa. Con người ai cũng có cái sai. Người ta đã nói mình sai thì chắc chắn là mình sai. Mình sai nên chúng ta phải sửa sai. Niệm Phật, lễ Phật là cách sửa sai hay nhất. Người ta nói mình nói sai, bây giờ mình dùng cái miệng niệm Phật, lễ Phật. Niệm Phật, lễ Phật thì không sai. Mình nói sai, bây giờ mình niệm Phật, lễ Phật không sai. Nên quý vị, ngày thứ bảy chủ nhật về niệm Phật, lễ Phật. Còn cái lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức sẽ tính cho quý vị một thời khóa tu cực kỳ đặc biệt cho quý vị. Bây giờ các anh chị ca sĩ, chúng ta tạm dừng lại. Vì sao? Vì chúng ta phải tính thời khóa tu cho quý vị, vì chùa tu cực kỳ đặc biệt. Hai ngày đó những đức sẽ tính thời khóa tu cho quý vị và lễ Quan Âm tuyệt vời. Những đức sẽ cùng tu tập với quý vị luôn. Những đức sẽ hướng dẫn vị lễ Phật, hướng dẫn vị thờ Phật tại gia đình. Rồi mỗi một thời khóa những đức hướng dẫn quý vị xong, chúng ta cùng niệm Phật lễ Phật chung. Tối lại thì chúng ta lễ Quan Âm Bồ Tát.
Có nghĩa là đây là một thời khóa tuyệt vời, một chuyến đi lễ Quan Âm của quý vị. Những đức tin chắc chưa từng thấy một chương trình lễ viếng Quan Âm nào, một là quá hoành tráng, còn hai là cực kỳ nghiêm túc tu tập luôn. Người ta nói mình lễ Quan Âm Bồ Tát mình hơi vui, không được. Nhưng sẽ lễ cực kỳ nghiêm túc cho quý vị, để chúng ta nghiêm túc mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện cho quốc thế dân an. Đó là lễ viếng Quan Âm Bồ Tát ngày 18, 19 tháng 6 âm lịch. Nên tất cả những vị trưởng đoàn khắp nơi nơi các tỉnh thành phát động chương trình này, có một ngôi chùa nhiệt liệt hết mình như vậy. Bây giờ quý vị coi, mình vô từ khóa tu, mình lo tu tập, không cần phải giảng thuyết gì nhiều nữa. Nhớ kỹ, những buổi chia sẻ này những đức đã nhắc nhở vị hết rồi đó. Còn tất cả những bài giảng đức rất nhiều, quý vị muốn tham khảo, muốn coi, muốn nghe hay là máy nghe pháp thì quá nhiều. Còn thứ bảy chủ nhật quý vị về, những đức sẽ tu tập chung với quý vị. Đây là một thời khóa tuyệt vời, những đức tin chắc 100%. Nhiều vị trưởng đoàn, nhiều người biết những đức, họ sẽ rất vui, rất mừng khi người thầy hướng dẫn mình. Dù có gặp việc gì đi chăng nữa, rất bình thản. Mục tiêu thương yêu lo lắng cho các cụ già, vì các cụ đã xa gia đình. Trên là hòa thượng mình lớn tuổi, bản thân mình làm đệ tử đã làm cho hòa thượng phải lo. Bản thân mình phải làm, làm sao cho hòa thượng đừng lo. Niệm Phật lễ Phật, tu tập, hình thành một đạo tràng Đại Tùng Lâm Hộ Pháp, hình thành một đạo tràng chuyên tu niệm Phật. Khi vị về chùa, những đức chỉ đứng nói chuyện, nhắc nhở vị vài câu, chỉ quý vị về cách niệm Phật lễ Phật. Còn mỗi ngày chùa mình thờ khóa tu 4 thờ, quý vị sẽ cùng được tu chung. Dù ở xa ở đâu, quý vị cũng được tu chung với thờ khóa của chùa. Đây là một cái phát động khả năng tu tập cực kỳ đặc biệt. Tượng Phật gỡ đi khắp nơi nơi. Người về thì trực tiếp được thịnh. Nhớ kỹ, đã được về đây thì trực tiếp thịnh. Còn người từ khi không về đây được thì chúng ta sẽ thịnh từ xa. Nên những đức mong rằng dưới cái tấm lòng này, mong quý vị là những người tu tập Phật Pháp, chúng ta nhận thức được, để mỗi một con người mình chân thật đem giáo pháp của Phật đi giới thiệu bằng cả tấm lòng hết cuộc đời của mình. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thắng này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.